Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn cái mẫu xe bán tải bán chạy hàng đầu tại thị trường Việt Nam, đó chính là chiếc Ford Ranger XS. Mẫu xe tầm trung nhưng được trang bị rất là nhiều tính năng thông minh và tiện ích. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về màu sắc, về giá cả cũng như là về thông số kỹ thuật của cái mẫu xe này. Đầu tiên, Ranger XS được trang bị 8 màu sắc để các bạn lựa chọn. Đó bao gồm màu trắng, màu đen, màu xám, màu bạc, màu xanh tím, màu ghi vàng, màu đỏ bordeaux, màu đỏ dương. Tiếp theo là phần thông số kỹ thuật thì Ford Ranger XS sở hữu chiều dài rất là ấn tượng với chiều dài là 5.362 mm, chiều rộng là 1.860 mm và chiều cao là 1.830 mm. Ở khoảng sáng gầm xe thì chiếc Ford Ranger XS sở hữu khoảng sáng gầm xe khá là cao, lên tới 200 mm. Về trục chiều dài cơ sở thì chiếc xe sở hữu chiều dài là 3.220 mm về chiều dài cơ sở. Về kích cỡ lốp thì chiếc Ford Ranger XS sở hữu kích cỡ lốp là 255/70R16, nghĩa là vành đúc hợp kim 16 inch. Về trọng tải thì chiếc xe có thể chở được khoảng 946 kg với kích thước thủng là chiều dài là 1.550 mm, chiều rộng là 1.560 mm và chiều cao là 510 mm. Dung tích bình nhiên liệu là 80 lít. Chiếc xe được trang bị động cơ dầu diesel, dung tích xi lanh là 2.2 lít TDCi, 4 máy thẳng hàng và cho công suất của nó là 160 mã lực tại vòng tua mô men xoắn cực đại là 375 Nm. Cái phiên bản Ford Ranger XUS 2020 được trang bị những cái tính năng cao cấp như là có trợ lái điện dành cho cái dòng xe bán tải tầm trung và trang bị thêm cả màn hình cảm ứng 8 inch có hỗ trợ Apple CarPlay cũng như là Android Auto, được tích hợp công nghệ sinh 3 tiên tiến và hiện đại nhất của Ford. Ngoài ra thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chính sách bán hàng của cái mẫu xe này. Thì hiện tại Ford Ranger XUS chúng ta sẽ có hai phiên bản, đó chính là chiếc Ranger XUS AT thì có cái giá limit là 650 triệu đồng. Mẫu còn lại đó chính là chiếc Ford Ranger XUS MT. Thì hiện tại cái bản này có cái giá limit là 630 triệu đồng và đang được hỗ trợ lên đến 35 triệu đồng. Giá bán cụ thể là 595 triệu, cũng sẽ tặng các bạn một bộ phụ kiện kèm theo. Nếu các bạn quan tâm đến cái mẫu xe này thì rất mong quý vị và các bạn có thể liên hệ cho chúng tôi theo số điện thoại là 0906 828 999 gặp Cường Trần để chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn về chính sách bán hàng cũng như là giá cả tốt nhất. Chúng tôi có thể hỗ trợ trả góp ngân hàng lên đến 70% giá trị xe với lãi suất ưu đãi và hợp lý. Vâng, trên đây thì chúng tôi xin tổng hợp và thông tin về chiếc Ford Ranger XUS hoàn toàn mới. Nếu các bạn cảm thấy kênh Vua Xe của chúng tôi hay và ý nghĩa thì rất mong quý vị và các bạn có thể đăng ký kênh.